người ta cứ tưởng vậy đó, là hễ nói rằng là cứ theo bệnh tâm thần lên, nó nói tôi đâu có bị tâm thần, nhưng thực ra các em học đi các em sẽ thấy nó khoảng hai mươi mấy chương bệnh và khoảng 150 bệnh tâm thần, và nó giải đều ra từ con nít à, rồi tới người lớn, rồi đến người lớn tuổi, đều hết mỗi đối tượng từ lúc sinh ra có những cái vấn đề gì khác nhau cũng là ngành tâm thần à. Thì hôm nay em giới thiệu các em ha, ngành tâm thần thì thật ra chúng ta nói là y khoa, có ngành tây y của chúng ta đó, thì là ở bên Pháp là một ngành, một người Pháp, có nghĩa là đi đầu tiên phong trong cái đặt cái nền móng đầu tiên cho ngành tâm thần học hiện đại thì đúng hơn. Chứ chúng ta sẽ thỉnh thoảng mà thấy tất cả những cái tài liệu cổ xưa nói về cái nào mà chăm sóc về sức khỏe tâm thần của con người thì chính là ngành tâm thần học, nào là bên phương Đông, nào là Tây Tạng. À, thậm chí anh có mua cuốn sách ghi chữ Psychiatry in Tibetan, có nghĩa rằng là cái tâm thần mình ở Tây Tạng ngày xưa người ta quan điểm họ như thế nào, điều trị như thế nào, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là lịch sử đã có lâu, bệnh nó cũng có lâu, chỉ là Tây y của chúng ta khoảng độ 100 năm hơn nay ấy, thì gọi là có một cái chuyên ngành sâu và nó khởi phát từ Pháp. Sai là cái tiếng nghiên cứu về tâm hồn. Psychiatry là cái ngành nghiên cứu để chữa lành các vấn đề liên quan đến tâm hồn. Còn nói một câu chung chung như là một ngành nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân sinh bệnh học, điều trị vân vân, ơi dự phòng, cái này chắc ngành nào cũng ghi con câu đó là ha. Bây giờ anh phân biệt cho các em chút xíu, bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý khác nhau cái gì. Thì ngành tâm thần nó đặc biệt để điều trị các vấn đề bệnh, có nghĩa là các vấn đề rối loạn của tâm, nghe các rối loạn của hoạt động tâm lý của mình đó, hay còn gọi là bệnh tâm thần. Thì nó có những cái đơn, những người cùng tham gia để hỗ trợ điều trị, không dùng thuốc hoặc là dùng thuốc. Thì chúng ta thấy nghe có cái chữ là bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý, và chúng ta cứ tưởng rằng là tâm thần với tâm lý nó tách nhau ra. Thì giờ các em nên biết hạng mục bác sĩ tâm thần thì quá rõ rồi, chúng ta học 6 năm, sau đó chúng ta đi học chuyên khoa tâm thần. Anh bác sĩ tâm lý, cái chữ bác sĩ này thì thật ra ở nước ngoài nó cũng bị lộn với cái chữ doctor. Ví dụ như ở Mỹ người ta hiểu nhau rằng đó là tiến sĩ tâm lý lâm sàng chứ không phải là bác sĩ tâm lý. Thế thì tiến sĩ tâm lý lâm sàng chúng ta nghe chúng ta sẽ biết rằng là có 4 năm chúng ta sẽ học cử nhân tâm lý. Cái cử nhân tâm lý này chúng ta học chung chung 4 năm hết tất cả các loại. Sau này ra làm muốn làm về nhân sự cũng được, muốn làm về phát triển sản phẩm cũng được, muốn làm gì cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn thêm 4 năm nữa là về tiến sĩ để có thể học về về cái gì? Abnormal psychology, có nghĩa là abnormal là bệnh á, bất bình thường, nó nghĩa là tâm lý bệnh. Thì cái vị mà tiến sĩ chuyên nghiên cứu về tâm lý bệnh thì chính là tiến sĩ tâm lý lâm sàng, và ở đây theo hoạt kép chúng ta hiểu đó mới là bác sĩ tâm lý. Có nghĩa rằng là người bác sĩ này, cái người nhà tâm lý này được học rất là chuyên sâu về các vấn đề bệnh tật. Thì lúc đó họ cùng nhau với ông bác sĩ tâm thần từ cái bước đầu là cái bước khám. Anh xin mời bạn nào đó coi lại cái mic. Từ cái bước khám cho đến bước chẩn đoán, cho đến bước mà xác định được cái hướng xử trí điều trị, thì anh bác sĩ tâm thần và tiến sĩ tâm lý lâm sàng đều giống nhau, có nghĩa là đều họ học và họ điều trị giống như nhau. Chẳng qua đến lúc điều trị thì anh tâm thần ảnh ảnh vừa có thể cho thuốc mà vừa có thể tâm lý trị liệu, còn anh tiến sĩ tâm lý lâm sàng thì ảnh chuyên về làm tâm lý nhiều hơn. Còn cái Việt Nam mình nó đang bị lỡ cỡ, đó là chúng ta học 4 năm nhưng ghi gọi là 4 năm có chỗ ghi là tâm lý lâm sàng là tâm lý trị liệu luôn thì không phải. Tại vì thật ra 4 năm mà học tâm lý lâm sàng thì không xin nhê gì cả. Người ta học 4 năm trời chỉ là tâm lý chung thôi, rồi bỏ thêm 4 năm nữa chỉ để học khám bệnh, cách đánh giá bệnh nhân, rồi cách điều trị như thế nào vân vân. Rồi ra cái thực tập nữa, có nghĩa là mất khoảng 12 cho đến 13 năm rồi là mới gọi là thành một nhà tiến sĩ tâm lý lâm sàng thực thụ. Thì để cho chúng ta so sánh như vậy để thấy rằng đó là cái vấn đề của chúng ta hiện nay là chúng ta chưa có chuẩn cho cái phần mà điều trị tâm lý. Và khi chúng ta
Bạn nào mở mic chị? Rồi các bạn có vô lớp thì các bạn tắt mic giùm anh. Rồi khi chúng ta học xong như vậy thì cái nghề ở Việt Nam chúng ta đang có mắc kẹt như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chuẩn mà gọi là nhà bác sĩ tâm lý hiện tại ở Việt Nam mình đang có hơi, có nghĩa là cái ngành này nó hơi non trẻ thì chúng ta chấp nhận, nhưng thực tế để kiếm được một cái người làm trong lĩnh vực mà có thể điều trị sâu, có một cái nhìn toàn cảnh, có thể đánh giá chẩn đoán đúng này nọ vân vân thì rất là khó. Tuy nhiên thế thì ở Việt Nam chúng ta khi nó yếu thì chúng ta cái mô hình nào là hợp lý, thì chúng ta thấy rằng đó là khi bắt ta vô điều trị thì từng cái mảng nhỏ như vậy một nhà tâm lý học học rất là nhanh và họ có thể thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Ví dụ chúng ta thấy rằng là trị về âm ỉ trị liệu, trị về CT, có nghĩa mỗi người chỉ chọn một món nhỏ, một chiêu nhỏ để điều trị thôi thì họ vẫn làm rất là tốt. Như vậy cái khó ở chỗ là gì? Cái chỗ chẩn đoán. Thì theo anh nghĩ rằng là các cái nhà tâm lý lâm sàng ở Việt Nam mình nếu mà học với cái có nghĩa cái quản quản trị quá trình mà học nó thấp ít thì kẹt là kẹt ngay chỗ chẩn đoán. Thế thì chúng ta nếu có vấn đề sức khỏe tâm thần tâm lý thì chúng ta nên nên có nhiều cơ hội để gặp nhiều người để có cái chẩn đoán và so sánh, thì có cái chẩn đoán đúng thì khi có chẩn đoán đúng thì cái hướng điều trị nó mới đúng. Còn cái kỹ thuật điều trị thì anh thật sự chia sẻ với các em rằng là nó không quá khó. Kỹ thuật điều trị thì một người có thể học trong vòng có 3 tháng 6 tháng, thì một cái technique đó thì bản chất cái ông mà tiến sĩ lâm sàng ông học chỉ 3 tháng 6 tháng thôi. Chỉ là khi ông tiến sĩ lâm sàng ông học rất là rộng, ông bác sĩ tâm thần ông học rất là rộng thì cái chẩn đoán của ông là chính xác. Và trong tâm thần tâm lý chẩn đoán là quan trọng nhất. Bởi vì các em thấy rằng các em sẽ đi thực tập bệnh viện, thuốc tâm thần có 4 loại thôi. Nếu mà chúng ta không chẩn đoán đúng á thì mở cái phác đồ của Bộ Y tế ra các em sẽ thấy rằng là bệnh nào nó cũng chữa bằng 4 thuốc đó cả. 150 bệnh, bệnh tâm thần phân liệt nó ghi thuốc chính là chống loạn thần, nhưng mà thỉnh thoảng có thể thêm thuốc chống lo âu, thỉnh thoảng có thể thêm chút trầm cảm, đó là tùy. Hồi qua bài trầm cảm nó ghi là thuốc chữa bệnh là thuốc chống trầm cảm. Tuy nhiên một số bệnh nhân trầm cảm loạn thần có thể cho thêm thuốc chống loạn thần, một số bệnh nhân trầm cảm lo âu có thể thêm cho thuốc lo âu. Có nghĩa rằng là trong phác đồ của Bộ Y tế vẫn ghi ra rằng tất cả các bệnh đều chữa bằng 4 nhóm thuốc. Như vậy nếu chúng ta không học gì hết, mỗi loại chúng ta cho nửa viên ha, thế thì bệnh nhân uống cũng sẽ ổn. Qua hôm sau quay lại, ê, nửa nay ổn không, triệu chứng nào giảm, cho thêm tí này nè, tăng cái thuốc kia lên, ngủ được tăng thuốc ngủ, buồn quá tăng thuốc trầm cảm. Thì chúng ta thật sự đâu cần học gì đâu, chúng ta giống như nêm muối đường bột ngọt thôi. Như vậy cái khó nhất của ngành thì cho đến giờ hiện tại thì anh nghĩ là vẫn kẹt ở ngay cái chỗ chẩn đoán. Đó là về tâm lý. Còn về tâm thần thì chúng ta sẽ thấy rằng là thuốc men trong cái việc điều trị giống như anh nói đó, thật ra đâu có cần học chi cho cao, bốn loại mỗi loại nửa viên nó cũng xong. Tuy nhiên cái đạt được cái điều trị mà gọi là tốt cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy rằng là cần những cái điều trị làm sao chúng ta cho thuốc vô, làm sao chúng ta để cho bệnh nhân vừa điều trị bệnh mà lại hạn chế cái tác dụng phụ của thuốc, làm sao để cho bệnh nhân bớt lệ thuộc vào thuốc và làm sao cho bệnh nhân dừng thuốc. Thì cái chuyện này có dễ làm không các bạn? Thứ nhất, ngay cả khi chúng ta học rất là sâu, học rất là kỹ thì cũng không dễ làm, rất là khó. Anh đảm bảo với các em luôn, nguyên chương trình chuyên khoa 1 hay là thạc sĩ gì để học của cả cái nước Việt Nam này không có cái chỗ nào mà được học cái phần mà rút thuốc hết á. Có nghĩa học tới cái chỗ mà đưa thuốc vô là mừng lắm rồi, là hết chương trình đi ra rồi. Và đưa thuốc vô một cách êm để cho bệnh nhân gọi là ổn á cũng đã khó khăn rồi, và gần như mình bị kẹt ở ngay cái chỗ là rút thuốc ra, kẹt ngay chỗ rút thuốc ra. Thế thì kẹt ngay rút thuốc ra, bây giờ lỡ người nhà mình, bản thân mình bị tâm thần thì các bạn thấy đi khám không biết chỗ nào mà lần luôn, là tại vì uống thôi nhưng mà không biết khi nào mình được ngừng thuốc. Thì đó lại là vấn đề của điều trị của Việt Nam. Cái thứ hai, ôi bệnh nhân uống nhiều thì bác sĩ tâm thần sẽ có thu nhập tốt,
giờ tự nhiên bớt thuốc nhanh quá hay là ngưng sớm nhanh quá thì cũng không ổn à, về mặt thu nhập. Cho nên có nghĩa là về mặt cơ chế, về mặt tài chính, nó cũng khiến cho cái việc thực hành khám chữa bệnh của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng. Tại vì có một lần anh có gần ký hướng dẫn, có nghĩa thật ra là có anh bác sĩ nội trú Mỹ, ảnh tốt nghiệp năm cuối, có nghĩa là học năm cuối anh cần đi thực tập về Việt Nam, thì anh có ký giấy để cho anh về, để cũng mời anh vô dạy cho các em luôn. Có năm đó thì các bạn nó được học một bác sĩ Mỹ vô, mặc dù là anh ta là người Việt Nam nhưng mà anh talk speaking English, dạy nguyên cái bài trầm cảm trong bệnh viện thật. Thì anh mới hỏi anh có một câu thôi, thì anh hỏi là anh cũng người Việt, anh lớn anh chút, anh lớn anh chắc khoảng 5-6 tuổi anh, cái ở bên Mỹ thì giờ ông tâm thần nào hơn tâm thần nào, tức nghĩa là ông thầy giỏi thì ông sẽ như thế nào, chứ ở Việt Nam anh thấy bữa giờ em dắt anh đi vòng vòng á, anh thấy có gọi là thật sự là mọi người câm câm vô cái chuyện này, bệnh nhân đang quậy uống thuốc sao cho bệnh nhân đang xìu không à, xìu xuống nhanh nhất không à, và họ chỉ hơn nhau vậy thôi. Thì cái anh bác sĩ tâm thần anh mới nói rằng là ở Mỹ thì mấy thầy anh á, mấy ông mà gọi là thật sự là đại thụ mà giỏi đó, thì ngay khi bệnh nhân gọi là đặt mông xuống rồi ngồi để khám bệnh á, ông nhìn thôi thì trong đầu ông đã phải chạy ra được rằng là thuốc vô làm sao, thuốc ra làm sao, và cái ngày nào, cái cách nào đó để rút thuốc cho bệnh nhân, cách nào đó để bệnh nhân có thể xuất viện, có nghĩa là người ta tính đến cái đường cuối cùng rồi. Thì những người đó chính là những người thầy. Anh hồ vậy ha. Như vậy thì chắc là mình cũng phải cố gắng nhiều lắm. Bởi vì thật sự là đó, anh thấy dắt anh đi vô vòng vòng bữa giờ thấy mọi người phân bua với nhau cái chuyện làm sao cho cái ca này nó giảm thôi. Giảm triệu chứng thôi, chứ gọi là làm sao mà uống ha, ổn bệnh nè, bệnh ổn mà có thể rút thuốc nè, bớt lệ thuộc cho thuốc nè, có thể không có cần phải điều trị lâu dài, có nghĩa là đúng ha, ví dụ như cái bệnh trầm cảm thì uống 1 năm thì có thể tạm tạm dừng, hay là bệnh lo âu mất ngủ có thể 2-3 năm có thể dừng dừng, thì đến lúc mà cái bệnh đúng nó phải dừng thì chúng ta phải dừng cho bệnh nhân, chứ không phải là tình trạng rằng là có những cái bệnh mất ngủ trầm cảm mà chữa cả 10 năm thì cái này có à, không phải vậy. Thì đó là những cái chia sẻ của anh về ngành tâm thần học và một số cái vấn đề liên quan đến Việt Nam. Anh chia sẻ như vậy ý để làm gì? Các bạn anh không biết sau này thì sao, nhưng mà thật sự hiện giờ nếu các bạn có vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc người nhà các bạn có vấn đề sức khỏe tâm thần, anh nói thiệt các bạn sẽ không biết đi kiếm ai cả để có một cái điều trị nó phù hợp, một điều trị phù hợp à, chứ đừng có nói mà tới điều trị gọi là cho nó gọi là nó sang, nó gọi là nó hoàn hảo gì cả. Các bạn ai ở đây có đi đổi y tế từ xa là cũng sẽ biết ha. Hoặc là có người nhà có mắc bệnh tâm thần đi điều trị rồi sẽ biết nó khổ trăm bề. Và để làm được cái chuyện này nó tốt à, có nghĩa là để cho mình làm, giả sử người nhà mình mắc bệnh mà mình có thể hỗ trợ được họ tốt nhất, thì không có cách nào khác ngoài cái chuyện chính các bạn tự học cái ngành tâm thần này cả. Bởi vì bây giờ ví dụ như anh bây giờ các em cầm một cái toa đến em nói với anh rằng anh ơi mẹ em bị thế này thế này, bây giờ anh coi cái toa đó xong anh nhìn cái bác sĩ dưới ký tên thì xong anh cũng đâu có thể nói được rằng là ôi chỗ cái toa này cho tầm bậy tầm bạ kỳ, không có nói được, cũng không thể nói rằng là ôi em ơi thôi em qua chỗ anh khám đi bên kia kiểu, thứ nhất cũng không được luôn. Cho nên cái câu không thể nào nói thì thôi mình đi điều trị tiếp đi. Như vậy chỉ có cách là các bạn học kỹ, học sâu cái phần tâm thần học để có thể giúp ích cho chính người nhà các bạn thôi, chứ không ai có thể mở miệng được. Tại vì cái ngành này các em thấy rất là ít người, tim mạch em ôi đầy thầy đầy cạo cổ thụ, chúng ta không có thầy này chúng ta chạy hỏi thầy khác. Còn bản chất cái ngành tâm thần cho đến hiện tại ngay cái lúc này anh đang hướng dẫn các em thì nó vẫn còn khá là yếu, rất rất yếu, gần như nó là yếu nhất trong tất cả các ngành của Việt Nam. Rồi, sơ sơ về một vài cái giới thiệu. Bác sĩ đa khoa về học tâm thần làm gì? Ngành tâm thần có cần thiết phải học hay không? Thật ra nước ngoài tâm thần là một trong tứ trụ. Nghĩa rằng là ngành tâm thần như ở châu Âu là một trong những cái môn thi ra trường, nhưng mà ở Việt Nam mình thì ngành tâm thần
Nói thẳng ra thì tất cả các bác sĩ coi ngành tâm thần là một cái ngành gì nó chuyên khoa lẻ ha, nó ui sẽ học cũng được, không học cũng được. Còn những gì lý do thực tiễn nhất ở Việt Nam thì anh cũng nói với các em rồi đó, các em học cũng được hay không học cũng được, đó là tùy các em. À, bộ môn thì cũng chỉ yêu cầu các em những cái em thi cho qua thôi là được rồi. À, còn anh chia sẻ những cái gì đó thật sự các em nên học, bởi vì cũng không còn chỗ nào dạy đâu. Với cái chương trình anh đã hoàn thiện cho năm nay thì các bạn sẽ thấy trong cái tờ hướng dẫn các bạn nên học những cái tài liệu gì. Thế thì bác sĩ đa khoa tại sao phải học? À, thông thường có một cái câu hỏi đó là các bạn nghĩ rằng bây giờ 100 người đi khám bệnh ở mấy cái bệnh viện cơ sở y tế đó, có bao nhiêu người bị tâm thần, có bao nhiêu người do vấn đề tâm thần mà đến khám? Thì các bạn biết rằng ha, có 30%. 100 người đi khám bệnh tại các cơ sở y tế thì có 30% do bệnh tâm thần gây ra. Và cũng chính vì cái chuyện này nó rất cao như thế này mà không ai quan tâm đến nó hết, thì các bạn thấy rằng ở tỉnh, đặc biệt là ở tỉnh, một bệnh nhân mà có vấn đề y tế đi khám bệnh mà cái gốc nó do tâm thần, nó là đi lòng vòng luôn. À, thôi nói chi xa quá, nói về nhà lo lo anh đi về quê anh đám giỗ, gặp một đứa em họ chồng mất, xong giờ nó ở với lại mẹ chồng nuôi đứa con. Các em biết đi khám bằng gì không? Có nghĩa là đi khám tai mũi họng 6 tháng, lúc đầu là viêm xoang, một hồi qua là viêm mũi, một hồi cái chốt lại hình như cái này gợt, mất 6 tháng trời chỉ để nhận ra cái này hình như là trào ngược. Trào ngược xong đi qua bên tiêu hóa khám thêm 1 năm, cứ uống thuốc tiêu hóa trào ngược uống hoài không hết, bớt bớt không hết, uống của đại học y dược nha. Có nghĩa là bệnh viện học y dược không phải là một cái nơi gọi là quá là tệ đâu, rất là tốt ở miền Nam mình rồi, trong đó vẫn có khoa tâm thần luôn. Nhưng cái vấn đề chính tại sao mà người ta không nghĩ đến vấn đề này tâm thần là tại vì hồi cái thế hệ các bác sĩ đa khoa không có học để nhận biết. Và khi chúng ta cứ nghĩ rằng tâm thần là mấy cái bệnh tâm thần phân liệt nặng nặng mà chúng ta không biết những cái vấn đề khác, ví dụ như mình nghe chồng mất mà nó bình thường, chồng mất thế mày bình thường vậy, không có nghe nói chuyện với lại nè, sao mày bình thường vậy, ở chồng mày mất thôi cũng hơi buồn buồn thôi. Thì khi mà chúng ta học kỹ chúng ta sẽ biết rằng một người họ nén cái nỗi buồn vô trong, có nghĩa họ đã thực hiện cái cơ chế lờ đi, có nghĩa là họ họ không để ý đến nó, họ tưởng rằng là tao bình thường, nhưng thực tế làm sao mình không buồn được, những cái nỗi buồn nó nén vô thức và nó cứ âm thầm ở trong đó, nó gây hại mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, thì dẫn đến là bị gì, bị trầm cảm mà không biết, mà nó cứ biểu hiện trầm cảm lo âu mà không biết, mà nó cứ biểu hiện ra trào ngược. Trào ngược quá thì sao, cái dịch axit dạ dày nó lên nó bào mòn nguyên cái vùng hầu họng, cho nên đi khám tai mũi họng. Tai mũi họng 6 tháng gợt thêm 1 năm là 1 năm rưỡi. Thật ra nếu không có bữa ăn đám giỗ ra anh về anh gặp anh hỏi có 2 câu là anh biết ủa cái này là tâm thần, thì bây giờ không biết em nó đi bao nhiêu năm để có thể được có cái chẩn đoán đúng và cái điều trị đúng. Và trong khi đó anh quay ra anh cho thuốc thì các bạn biết rằng là cái viên thuốc nó bao nhiêu không? Anh mua thuốc generic của Mỹ luôn đó, 2.000 đồng viên à, mà ngày cho nửa viên có nghĩa là ngày nó uống có 1.000 đồng, có 30.000 một ngày thôi. Đã. Mà sau khi uống đủ liều đủ lượng khoảng đâu 4 tháng bây giờ là ổn hết hoàn toàn và cuộc sống vui vẻ lại, chuẩn bị bắt đầu đi kiếm bạn trai mới để có thể có một cuộc đời mới. Anh kể một ví dụ để các bạn biết rằng 30% bệnh nhân đến khám tại cơ sở y tế nội khoa cái gì không cần biết đủ thứ hết là do bệnh lý tâm thần gây ra. Và nếu chúng ta không có phát hiện ra được thì khả năng cao là chúng ta cho bệnh nhân đi lòng vòng. Và chuyện này lòng vòng nhiều không? Nhiều. Mà lòng vòng có lợi cho chúng ta không? Có tiền. Cứ vô xét nghiệm từ A đến Z, chụp CT, MRI, siêu âm này nọ nguyên bộ, rồi đi hết từ chỗ này qua chỗ khác và cứ mò mẫm. Và chúng ta mò cái gì quen? Chúng ta mò nội khoa quen, mò cái trong cái chuyên khoa chúng ta quen, nhưng mà thông thường chúng ta bỏ hẳn đi cái mảng tâm thần này. Thì tại sao anh sẽ nói cái chúng ta hay có thói quen bỏ hẳn cái thân tâm thần này, tại vì nó khó ha. Tỷ lệ mắc của một xác suất mắc suốt đời của một người có bệnh lý tâm thần là 20%, 20% cứ 5 người thì có một người bị bệnh tâm thần,
gọi là lifetime prevalence, nghĩa là xác suất mắc suốt đời. Ở đây các bạn có ai nghĩ mình bị bệnh tâm thần không? Bây giờ hãy lấy cái viết ra, viết cho mình ở trên tờ giấy mà mình suy nghĩ trong đầu mình đi. Bây giờ anh cho các bạn 5 giây để nghĩ coi mình có bị bệnh tâm thần hay không. Rồi, sẽ có một số bạn nói có, sẽ có một số bạn nói không. À, mà với xác suất mắc giờ là 20% dân số. Đầu tiên những người bạn nào mà nói là có trước thì anh xin chúc mừng các bạn nói có. Là bởi vì ngành cái bệnh tâm thần ấy, nó tổn thương cái quan trọng lắm, đó là tổn thương cái khả năng biết mình bị bệnh. Bệnh càng nặng thì nó sẽ tổn thương cái insight, tiếng Anh nó là insight, khả năng biết mình bị bệnh càng cao. Và khi nó tổn thương khả năng biết mình bị bệnh càng cao, mình không biết mình bị bệnh. Cho nên ở đây ai mà có người nhà bị bệnh, nó cho anh ơi không biết cách nào, ví dụ mẹ em đi khám không biết cách nào, em nói bị tâm thần mà sao không ai chịu nghe em hết trơn á, rồi em biết sao dụ để đi khám bây giờ, nó nói họ đâu có chịu tin đó. Thì nếu người nào ở đây thấy mình có bệnh thì chúng ta biết rằng là cái có bệnh nhưng mà vẫn là nhẹ. Còn những bạn người nào nãy giờ nghĩ rằng là tôi không có bệnh, thì nếu mà không có bệnh chứng tỏ rằng là nếu có bệnh thì nó sẽ rất là nặng, nếu có bệnh thì nó sẽ rất là nặng. Cho nên là chúc mừng các bạn nào mà nghĩ trong đầu nó có. Rồi, mấy cái khác ở nước ngoài thì chúng ta biết bác sĩ đa khoa là chữa các rối loạn trung tâm thần trung bình nhẹ, và thuốc chống trầm cảm được bác sĩ gia đình kê toa nhiều nhất chứ không phải là bác sĩ tâm thần. Thì ở Việt Nam mà để làm được chuyện này á, mà first do no harm á, có nghĩa rằng là không gây hại cho bệnh nhân, thì mỗi ngày cái chương trình đào tạo cái học phần tâm thần phải được cải thiện, và đó là cái điều mong mỏi nhất của anh và các anh chị trong bộ môn. Các em là sau này chính là cái lực lượng điều trị trầm cảm chính yếu của tổng thể ngành y khoa của chúng ta. Nếu các bạn biết rằng là hôm bữa giờ thí dụ như các vấn đề tâm thần mà dành cho bệnh nhân Covid chẳng hạn, thật ra là bác sĩ tâm thần đâu có đủ đâu mà xử trí. Bác sĩ tâm thần thì đa số bữa giờ được kêu đi để xử trí những ca như là loạn thần, đập phá này nọ vân vân nặng thôi. Nhưng trầm cảm nè, mất ngủ này, lo âu, thì nếu mà chương trình của chúng ta ở đây không học kỹ thì chúng ta khó lòng mà điều trị được. Cho nên hy vọng lớn của các những người bệnh tâm thần có được ổn hay không, nó không phải nằm trong tay của các bác sĩ tâm thần, mà là nằm trong tay của các bác sĩ đa khoa, chính là các em đang theo học đây. Ôi, cái này là cái mô hình của bên anh đi. Chúng ta thấy rằng là một bệnh nhân mà có vấn đề sức khỏe tâm thần, nào là bác sĩ tâm thần, nào là cái nhà tâm lý lâm sàng, nào là cái social worker ha. Nghĩa là ở Việt Nam hình như bắt đầu cũng có social worker rồi. Rồi occupational therapist, nghĩa là cái người mà điều trị nghề nghiệp. Ví dụ như có người đến hỏi sao em buồn, em mới bị giật hụi mất 200 triệu cho nên trầm cảm tự sát, thì lúc đó còn ngút gì nữa, anh nói vậy thôi em chờ một chút đi, anh mở két lấy 200 triệu đưa em khỏi uống thuốc gì vân vân, cũng là một cách điều trị đúng không. Anh nói vui thôi, nhưng mà thật ra có những bệnh nhân họ không phải là bị mắc cái bệnh tâm thần gọi là không nguyên do, mà đa phần là gì, rối loạn thích nghi, nghề nghiệp tôi không ổn, tôi đi làm bị sếp la sếp chửi. Thì ở bên nước ngoài họ sẽ có cái occupational therapist để chữa. Ở Việt Nam mình thì chưa có cái ngành này chính thức, chúng ta chỉ có cái coach. Coach là một ngành huấn luyện, life coach. Chúng ta sẽ bạn hãy thay đổi cuộc đời bạn đi, rồi hoặc là trong bán hàng gọi là sale hay là marketing này nọ, nó sẽ có những cái lớp coach, những cái người mà huấn luyện người khác, những người là tạo động lực cho người khác thay đổi. Thì ở bên cái khối tư nhân ở ngoài thì có occupational coach, có nghĩa là huấn luyện viên cũng thay đổi, dĩ nhiên họ cũng học một phần nhỏ lý thuyết của occupational therapist, tuy nhiên là họ không quá sâu, nhưng mà mục đích cái chương trình của họ là họ tạo động lực. Thì ở Việt Nam mình tạm có cái đó thôi. Rồi những cái art drama music therapist, trị liệu nghệ thuật nè, trị liệu bằng âm nhạc nè, trị liệu chắc là bằng phim,
Thì ở Việt Nam mình thì có nhiều cái như thiền phương Đông á, thì thiền chùa rồi nhà thờ, các cái hội nhóm về tâm linh vân vân, thì nó thay thế cho những cái kiểu này của bên phương Tây. Anh ơi, Ủa anh coi cái cái slide nãy giờ cũng không có chạy. slide nãy giờ không có chạy hả? Dạ hình như em chưa có trình chiếu cái xe Từ màn hình đầu trình tới giờ cái màn hình luôn. trình chiếu. Ôi trời, nãy giờ không ai nói hết. Nãy giờ anh nói là anh có bấm slide mà. Tại khúc đầu thì em tưởng anh vô bài anh ngồi nói giờ Bây giờ em thấy chưa? dạ rồi. Nãy giờ nó không hiểu gì hết nè. Rồi, giờ có thấy không? Dạ cái màn hình trình chiếu nó chưa chưa có thấy anh, chỉ mới thấy cái màn hình PowerPoint ở ngoài thôi. Màn hình to hơn ở ngoài thôi. Là anh chưa present á anh. Ừ. Thôi vậy giờ coi bằng màn hình PC, màn hình PC đi. Coi vậy dễ thấy không? Vậy có thấy không? Mấy cái chuyện nhỏ nhỏ thì nó sẽ hơi mờ rồi. Rồi, anh qua tới cái chỗ này. Thật ra cái style này cũng chả có gì đâu. Bây giờ chúng ta có một cái slide. Cái slide này là lúc thầy Hoàng đi một cái hội nghị phòng chống thuốc lá ở một cái đại học public health lớn nhất ở Mỹ, John Hopkins. Thì thầy có đem về cho anh một cái slide, thầy chia sẻ câu chuyện cũng rất là thú vị. Có ông giáo sư cũng chạy vô, ông nói cái bài giảng mà tôi thích nhất để giảng sinh viên đó là một cái mấy cái slide này nè, là đóng cuốn sách lại đi ra thôi. Thì anh thấy hay mà anh thấy nó đặc biệt, nó quan trọng trong tâm thần. Thì các em cứ thể nhìn sơ thôi. Cái hình này là This is a girl holding a cat sitting on the chair. Đây là một cô gái ôm con mèo ngồi trên cái ghế. Thì các bạn có thấy cái hình gì không? Mờ mờ ha. À. Qua tới cái hình này cũng là This is a girl holding a cat sitting on the chair. Cái hình này cũng vậy, cô gái ôm con mèo ngồi trên cái ghế. Cô gái ôm con mèo ngồi trên cái ghế. Và cứ ô gái ôm con mèo ngồi trên cái ghế, ô gái ôm con mèo ngồi trên cái ghế. Cô gái ôm con mèo ngồi trên cái ghế. Cô gái ôm con mèo ngồi trên cái ghế. Tại đây. Và đây. This is the girl holding the cat sitting in a chair hat. Ông thầy vô bấm đúng có nhiêu đó slide xong đi ra. Và mục đích của ông giáo sư nói về cái vấn đề đó là đang nói đến cái giải pháp của làm sao để có thể tác động vào cái hành vi hút thuốc lá của người khác. Thì ông chiếu cái slide này lên thì mục đích chắc ông nói rằng là khi mà chúng ta đánh giá một cái hành vi, một cái vấn đề đó thì chúng ta phải nhìn từ nhiều phía, nhiều góc cạnh. Có thể những cái lúc nó là rất là nhỏ ha, nhìn từ những cái phân tử nguyên tử ha, nhìn đến rộng hơn là cá thể người đó, xung quanh của cá thể người đó, môi trường sống của người đó, văn hóa địa vực ha, quốc gia hoặc là toàn cầu này nọ vân vân, thì tất cả những thứ đó nó tác động lên cái cá thể hoặc là cái hành vi đó như thế nào. Và khi chúng ta có cái nhìn rộng như vậy thì chúng ta mới có được cái giải pháp phù hợp. Giải pháp phù hợp và đúng chính xác với đối tượng thì cái gọi là cái khả năng người ta thay đổi cao hơn, chứ cũng không chắc chắn là người ta sẽ thay đổi nha. Cái khả năng thay đổi hành vi của người ta cao hơn. Thì tương tự trong tâm thần cũng vậy. Trong tâm thần nó khó nhất ở cái chỗ là chúng ta nhìn zoom ra zoom vô một cái góc nhìn coi là thật sự một cái ca bệnh như thế này, tại sao cô ta buồn, mới chia tay chồng, mới chia tay bạn gái hả, bạn trai hả, hiện giờ công việc làm của cô ta như thế nào,
Rồi sức khỏe thể chất cô ta ra sao? Có đang trong chu kỳ kinh nguyệt hay không? Hồi đó giờ có mắc bệnh gì hay không? Trưởng thành từ hồi nhỏ lớn lên là như thế nào? Hồi nhỏ bị ba mẹ thương hay là ba mẹ hay trách mắng hay là vân vân? Thì khi chúng ta nhìn zoom ra, zoom lên, zoom xuống, cái này chúng ta chỉ là zoom tại vì cut point of time thôi, có nghĩa là một cái thời điểm thôi. Chúng ta zoom về quá khứ nữa, chúng ta coi trong quá trình lớn lên này nọ vân vân nữa, thì chúng ta thấy rằng khi đánh giá một ca tâm thần thì nó cần như vậy. Cái này là vòng đời con người ha, vòng đời con người. Năm nay thì bộ môn anh thống nhất trong bộ môn sẽ triển khai cuốn sách là cuốn sách này cho các em. Sách này thì ngành tâm thần tôn thờ cái sách Kaplan, nghĩa là cái cuốn sách textbook mà của Kaplan. Tuy nhiên là cuốn sách Kaplan nó viết cao quá, nó dành cho những người sau đại học, cho nên anh chọn một cái cuốn của một các được các cái bác sĩ tâm thần hoặc sinh viên y khoa của Mỹ họ rất là thích, đó là cuốn của Đại học Y Đại Bệnh viện Massachusetts, có nghĩa là bệnh viện thực hành của Đại học Y Harvard. Thì họ viết quyển sách này rất là lâm sàng, rất là dễ hiểu, rất là cô đọng. Thì gần như bộ môn năm nay chiến lược chính là sẽ tất cả các tài liệu giảng dạy sẽ fit với lại cái Comprehensive Clinical Psychiatry để cho nó chất lâm sàng. Cái cuốn thứ hai là Behavioral Science, các bạn phải học. Lẽ ra thật ra bộ môn tâm thần không có cần phải dạy các bạn về cái cuốn Behavioral Science, nhưng các bạn biết rằng ở Mỹ á, thì để các bạn học được cái môn tâm thần thì các bạn sẽ có cái môn cơ sở, có nghĩa là khoa học hành vi. Môn cơ sở là nền tảng cho cái môn tâm thần. Nhưng mà hồi đó giờ ở Việt Nam mình á, là cứ ban vô dạy cái môn tâm thần mà hoàn toàn không dạy cái môn cơ sở. Nó dẫn đến rằng là giống như chúng ta đi học ngoại khoa mà không học giải phẫu vậy đó. Học xong chả hiểu là gì cả. Nói ra tới triệu chứng gì cũng thấy mình bệnh. Trời, thế sao nó trầm cảm? Một hồi mình cũng bị trầm cảm. Nói lo âu, sao thấy mình cũng giống lo âu. Mà chúng ta không biết được đâu mà mệt. Bởi vì bình thường con người ta không được buồn hả? Bình thường con người ta không được lo hả? Vân vân. Thì lẽ ra chúng ta đã phải học cái môn cơ sở đó là Behavioral Science. Thì trong cái chương trình của Y5 các bạn biết chỉ có 20 tiết thôi. Làm sao mà bộ môn có thể vừa dạy cái ngọn mà vừa dạy cái gốc được? Thì song song có những lúc chúng ta nói gốc, có những lúc chúng ta nói ngọn. Có nghĩa là ngọn là tâm thần, gốc là Behavioral Science. Các bạn đừng lộn với cái bộ môn khoa học hành vi của thầy Hoàng, bởi vì Behavioral Science bên thầy Hoàng là phục vụ cho Public Health. Có nghĩa rằng là lý thuyết khoa học hành vi nhưng cụ thể là để nhằm giải quyết hay là giải thích, có nghĩa là tầm nhìn của Public Health, nghĩa là y tế công cộng, nó sẽ khác gọi là Individual Behavior, có nghĩa là cá thể, có nghĩa là hành vi của cá nhân. Thì Behavioral Science là một quyển để ôn thi step 1 của Behavioral Science, giống như ở đây bạn nào thích thi USMLE. Rồi step 2 có nghĩa là cái bước thứ hai mới chính là tương đương với lại cái học phần tâm thần của chúng ta, thì chúng ta sẽ học trong cái cuốn này. Như vậy thì sao? Như vậy nếu bạn nào chưa có hứng thú gì tâm thần lắm thì anh nói các bạn là tối thiểu các bạn phải học xong cái cuốn Behavioral Science. Anh nói vì sao? Cái cuốn Behavioral Science nó không nói về bệnh, bệnh tật nó nói không có nhiều đâu. Nhưng mà nó nói về những cái chuyện hết sức là cơ bản. Anh nói trong ví dụ đợt vừa rồi. Bây giờ người ta chết la liệt hết trong cái COVID. Câu hỏi đầu tiên anh hỏi một bác sĩ là có biết rằng là làm sao mà người ta có người nhà mất, có nghĩa là có tang tóc. Làm sao để biết rằng cái này là tang tóc bình thường hay là cái này là tang tóc bệnh lý. Có nghĩa là buồn bình thường hay là buồn bệnh lý. Cái buồn bệnh lý là phải can thiệp. Buồn bình thường là mình sẽ ngồi nâng đỡ. Hay nói cách khác là cái gì trầm cảm sau sinh nó cũng giống vậy đó. Đây là một cái bài Postpartum Maternal Reaction anh trích từ trong cái cuốn Behavioral Science. Một người phụ nữ sau khi sinh xong thì sẽ có ba phản ứng chính. Ví dụ như là Postpartum Blue, nghĩa là buồn sau sinh chiếm từ 33 đến 50%. Thế đó cái này bình thường. Còn cái trầm cảm sau sinh chiếm từ 5 cho đến 10%. Cái này bất thường. Thế nó phải tả ra được, nó so sánh được cái buồn bình thường với cái buồn của trầm cảm nó khác nhau cái gì. Chứ thật ra nếu chúng ta không phân biệt được, chúng ta thấy ai buồn thì chúng ta cũng phán thành trầm cảm.
họ có chịu đi khám đâu. Hoặc là những cái ca đó thật ra bản chất nó buồn bình thường thì chúng ta đâu có cần nhất thiết là phải hôi thúc họ đi trầm cảm uống thuốc. Nhưng mà những cái ca mà trầm cảm thật sự thì chúng ta lại ôi sự chắc nó cũng buồn bình thường đó. Hoặc là chúng ta không đủ tự tin để nói ê bạn, tôi thấy là bạn bị trầm cảm sau sinh rồi đó. Ê vợ, anh thấy em bị trầm cảm sau sinh rồi đó. Ê con, người ta, chúng ta khi mà chúng ta hiểu rõ nắm chắc về nó thì chúng ta sẽ đưa ra một cái lời gọi là suggestions, đề nghị gợi ý cho người ta ngon lành. Còn bây giờ ngay cả chúng ta cũng không chắc chắn, bây giờ mình nói nó bị trầm cảm sau sinh thì kêu nó đi bệnh viện tâm thần khám chắc nó chữa mình chết, thôi thà mình im luôn đi. Thì các bạn biết như vậy uổng công mình đi học y không? Vì các bạn nhìn kỹ đi, cái buồn bình thường sau sinh sau 2 tuần nó sẽ hết. Cái trầm cảm sau sinh nó sẽ kéo dài đến 1 năm nếu không điều trị, và nó chỉ có kéo dài từ 3 đến 6 tuần nếu điều trị thôi. Hay nói cách khác là chúng ta để cho một người phụ nữ sau sinh xong mà để trầm cảm 1 năm là 52 tuần, 40 mấy tuần đó mà bị trầm cảm thì chắc chắn sao? Lục đục mối quan hệ vợ chồng, lục đục mối quan hệ giữa người đó với lại gia đình chồng. Ôi rồi thậm chí là nuôi con, rồi dục con bộ lăng bộ lóc, hậu quả không có thấy đâu. Con nó lớn lên 4 tuổi, 5 tuổi, ít nói, chậm nói nè, rồi giảm giao tiếp xã hội hoặc nó chơi game không vân vân. Tại vì nó trong cái giai đoạn quan trọng nhất nó cần cái tình thương người mẹ, mà người mẹ bị trầm cảm thì nó đâu có tương tác được với mẹ, vân vân. Ý anh chỉ là một ví dụ cho các bạn thấy cuốn Behavioral Science này nó vô cùng là thú vị, và nó nói là những cái hoạt động bình thường, có nghĩa là muốn nói người ta bị bệnh tâm thần thì chúng ta phải học bình thường người ta như thế nào, sau đó nó mới nói chuyện bệnh được. Còn lần này đa phần là chương trình trong nước đó giờ là cứ ban vô bệnh, rồi cứ mấy em thấy bệnh nó giống như trên trời trên mây vậy đó, nó không có liên quan gì hết, thì khó cách nào mà chúng ta học để mà hiểu và chẩn đoán tâm thần lắm. Rồi cuốn thứ ba là cuốn Mastering Psychiatry, là cuốn này của Singapore. Thì buồn cười lắm, châu Âu là một trường phái, Mỹ là một trường phái, thì anh Singapore này anh ở giữa, anh tự viết ra một quyển sách cho anh ta mà miễn phí, rất là tác giả Singapore rất là hay. Em về anh Google Mastering Psychiatry thì sách của Singapore họ trộn mỗi cái chút của phương Tây, cái này trường phái Pháp ấy, họ trộn một chút cái của Mỹ để cho chúng ta hiểu được trọn vẹn hơn. Thì đây là một cái quyển mỏng dành cho sinh viên y khoa của Singapore, thì các em có thể tham khảo. Một số con số dịch tễ họ lấy của người Singapore thì nó có vẻ nó đúng với Đông Nam Á hơn là con số dịch tễ trong những cuốn sách của Mỹ. Rồi bây giờ tới cái slide này, một cái này là phải đánh giá theo chiều sâu nè, chiều phát triển từ nhỏ sinh ra lớn lên đi học này nọ vân vân. Còn cái này cái lõi có nghĩa là nhiều cấp độ, thì anh Phiên nó qua cái hình này cho các em dễ hiểu. Trong cái hình này chúng ta biết rằng giả sử bị trầm cảm thì ngành này, dưới nguyên tử hay là nguyên tử này, người ta thấy ồ cái phân tử, ví dụ như là phân tử serotonin nó thiếu ở đâu nó dẫn đến trầm cảm, rồi tế bào nào ảnh hưởng dẫn đến trầm cảm, mô nào ví dụ như hồi hải mã hay là đồi thị hay là vùng nào của não khi mà bị trầm cảm nó teo, nó phình hay ra sao vân vân, cơ quan nào, hệ thần kinh nào vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là khi phân tích một hành vi, chúng ta nhìn ở nhiều góc độ khác nhau thì sẽ có những cái lời giải thích rất là khác nhau. Ví dụ lên tới cá nhân, các hoạt động tâm lý của người này từ nhỏ đến lớn như thế nào, hai cá nhân có người tương tác người này với một mối quan hệ ra sao, gần đây bạn trai em la em cái cho nên em muốn tự sát, cũng là một ca đang rối loạn nhân cách, anh đang chữa hôm bữa giờ ổn, tự nhiên quay lại hỏi nay muốn ngồi cứa tay, đi vô bệnh viện ngồi khâu hết mấy mũi, tại sao em cứa tay, đó là tại vì bạn trai em bỏ em, bạn trai em ra bên Mỹ. Như vậy thì mình hiểu rằng cái yếu tố nguy cơ kịch, nghĩa là bản chất bệnh là cũng thiếu serotonin chút xíu, nhưng mà mình đã bù đủ bằng thuốc rồi thì nào vân vân. Hồi nhỏ không được ba mẹ chăm sóc cho nên là phản ứng với cha mẹ rất là gay gắt đó. Nhưng mà cái yếu tố gây tự sát lần này đại chính là do gì, do mối quan hệ yêu đương, có nghĩa là giữa hai cá nhân. Rồi ví dụ như mình đánh giá rộng hơn, có nghĩa là gia đình của người đó nè, cộng đồng văn hóa người đó là sao,
người Trung khác, người Nam khác, người Bắc khác, người ở miền biển khác ha, cái người ở miền núi họ sẽ khác, rất là khác nhau. Cho nên các bạn phải cần đi du lịch, các bạn du lịch thấy văn hóa đảo sẽ khác như thế nào với lại văn hóa ở núi, vân vân. Thì khi chúng ta đánh giá bằng nhiều cái tiếp cận khác nhau để chúng ta hiểu người bệnh, thì anh nói rằng ha, từ bước tiếp cận cho đến bước chẩn đoán thì chúng ta phải nhìn rất là rộng. Còn đến mức mà xử trí, điều trị thì mỗi anh mà chuyên về lĩnh vực nào người ta sẽ xử lý bằng cái kiểu đó. Ví dụ các em học public health, các bạn muốn can thiệp vào một cái chuyện gì đó ở cộng đồng đúng không, thì các bạn sẽ sử dụng công cụ của cộng đồng. Mặc dù chúng ta lúc mà chúng ta đi đánh giá chúng ta cũng nói ồ thì ra văn hóa ở đây là như vậy, thì ra thói quen người dân là như vậy, là do đến từ cái suy nghĩ của người dân không biết cái bệnh này nó gây qua cơ chế kia hay là cách ăn này đó vân vân. Thì chúng ta khi tác động thì chúng ta sẽ tác động tùy theo cái tiếp cận của chúng ta đang học. Anh bác sĩ tâm thần thì anh cho thuốc, anh nhà tâm lý học thì anh có thể sử dụng tâm lý liệu pháp, anh nhà nhân chủng học, xã hội học thì là vân vân. Có nghĩa là anh là làm bên mảng chính quyền, về mảng chính trị có thể tác động ra những cái chính sách văn hóa cộng đồng, những cái tác động lớn hơn thì anh sẽ cho ra những cái điều, có nghĩa là cái chính sách và cái cách điều trị, cái cách điều chỉnh nó sẽ phù hợp với cái cấp độ anh đang, cái vị trí anh đang là. Và ứng với mỗi cấp độ như vậy, các em biết rằng là cái khoa học nghiên cứu cái cấp độ đó nó sẽ rất khác nhau. Tự nhiên cái người đang học xã hội học, cái lấy cái góc nhìn của xã hội học đi áp cho cái thằng sinh học, chuyện này gặp hoài mấy nhà tư vấn tâm lý. Thật ra thì xã hội này chúng ta nên giữ một cái đạo đức như vậy để có thể, nhưng thật ra ca này, ví dụ như một cái ca đó, cái hành vi của tâm lý của một người đó, chẳng qua như hôm đó họ đang bị thiếu máu não chẳng hạn, mà chúng ta sử dụng một công cụ khuyên răng kiểu là những cái áp dụng từ đạo đức dành cho số đông vô một cái ca đang thiếu máu não dẫn đến họ hành vi như vậy thì chưa phù hợp. Cái này rất là, nó hơi vô duyên, cái này nó không có phù hợp với lại cái nguyên nhân. Rồi thì các bạn nhớ nhìn cái hình này. Rồi ở cái hình này anh sẽ kể một câu chuyện, một cái ví dụ, và nó khá là khó nha. Có một anh, một ông khoảng đâu 50 tuổi, ông bị tiểu đường 10 năm, ông bị thiếu máu cơ tim là 7 năm, ông bị rối loạn lipid máu là cũng được 5 năm, là tất cả đều đang uống thuốc. Gần đây thì khoảng 1 năm gần đây thì ông có hơi cái tai biến nhẹ, khoảng 1 năm gần đây, rồi huyết áp ông cũng hơi cao. Tuy nhiên đã được uống thuốc và điều trị ổn. Sau đợt dịch Covid thì ông có căng thẳng hơn một chút. Tuy nhiên là gần đây thì ông gây lộn với con ông rất là nhiều. Và đỉnh điểm là hai cha con gây lộn đến mức mà đánh nhau luôn. Thì thật ra đánh gọi là cầm đồ quơ qua quơ lại thôi, nhưng mà trong lúc quơ thì chưa có trúng gì hết. Thì lúc đó ông bị lên cơn đau tim thắt ngực, để vô bệnh viện thì chết. Thì bây giờ anh hỏi các em là nguyên nhân chết là do gì? Do tiểu đường, do tăng mỡ máu, do thiếu máu cơ tim, do tai biến nhẹ, do huyết áp tăng, do con Covid, hay là do thằng con trai nó gây lộn với ổng. Nó gây với ổng quá trời gây luôn, để ổng giận tím mặt, rồi lúc cuộc ổng đứt cơn máu ổng chết. Thì nguyên nhân chết là do đâu? Rồi tương tự có một cái chiếc thuyền, có một con voi 200 kg leo lên cái thuyền không chìm, có một con cọp 100 kg leo lên cái thuyền nó cũng không chìm, có con chó 50 kg leo lên cái thuyền cũng không chìm, con mèo 20 kg leo lên cái thuyền cũng không chìm, và con chuột 1 kg leo lên cái thuyền chìm. Bây giờ hỏi cái thuyền chìm do con gì? Thuyền chìm do con gì? Có bạn trả lời con chuột, có bạn trả lời con voi, có bạn trả lời con mèo vân vân. Ok, cái thuyền nó chìm thì nó chìm rồi. Bây giờ nó con voi, con chuột, hoặc là cái chuyện gây lộn với lại cái đứa con, nó là giọt nước tràn ly, đúng không? Thì chúng ta quan trọng là chúng ta nhìn vô, ô, ở đây có con voi, ở đây có con cọp, ở đây có con chó, con mèo.
Và trong cái chuyện cái ví dụ trên của bệnh nhân cũng như Trang vậy luôn. Như vậy ở trong đó cái nào là đóng, ok bây giờ mình nói rằng là thằng gây lộn với thằng con vẫn không chết, cũng được, cũng đúng, không sao. Nhưng mà bây giờ mình hỏi một câu như thế này: nếu tôi bắt đầu vô điều trị thì chúng tôi sẽ chiến được điều trị cái ca của ông đó là như thế nào, hoặc là tôi làm cho cái thuyền này đừng có chìm thì cái chiến lược gọi là bóc đồ của chúng tôi ra như thế nào? Các bạn sẽ chọn câu là tôi bóc con voi, bóc cái nặng nhất. Các bạn chọn bóc con chuột, bóc cái nhẹ nhất. Thì đây gọi là cái câu trả lời, đây gọi là hãy bóc được con gì mà lớn nhất mà mình có thể bóc. Chiến lược điều trị là vậy, hãy xử trí cái gì mà mình có thể xử trí được và nó đóng vai trò cao nhất trong cái nhóm đó. Anh ví dụ chúng ta chỉ có một cái cần cẩu 150kg thôi thì không thể nào chúng ta bóc con voi, thế thì chúng ta sẽ bóc con gì, con cọp. Và con voi ở đây có thể là gì? Khi mà chúng ta nghiên cứu một cái bệnh lý trầm cảm hay là tâm thần phân liệt, chúng ta sẽ biết được con voi, con cọp, con gì hết tất cả. Vì sao? Nó sẽ trả lời chúng ta rằng ví dụ như bệnh tâm thần phân liệt chính yếu của nó là do gen. Ôi nhìn vô biết con voi của nó chính là con gì, là cái gen. Mà đã là con gen chúng ta gỡ được không? Không. Chúng ta biết con voi nằm gen là cái cục nguyên cái chiếc thuyền của chúng ta. Nhìn vô tôi chữa cỡ nào cũng vậy thôi, cũng chỉ đỡ đỡ thôi, còn căn bản cái bệnh này nằm trong gen ra làm sao mà giải quyết? À, cũng chỉ là đỡ hơn thôi. Rồi, một cái bệnh trầm cảm khi mà nghiên cứu các cái nguyên nhân thì chúng ta biết nó đa nguyên nhân, không có nguyên nhân nào với là nguyên nhân nào nó gọi là nó lớn hơn nguyên nhân nào. Thế thì khi mà chúng ta phỏng vấn một cái ca trầm cảm, chúng ta coi rằng ồ, cái trầm cảm này trầm cảm nội sinh, nghĩa là trầm cảm này nó đến từ có sẵn hả ta, nghĩa là trong cái chất này, thể chất của họ sinh ra vậy là bị trầm cảm rồi hả ta, hay là nguyên nhân là do về mặt tâm lý từ nhỏ đến lớn ba mẹ không thương, hay là nguyên nhân là do bị sống trong một cái hoàn cảnh nó không có thuận tệ, không có thuận lợi lắm trong từ nhỏ lớn lên hay đi học, hay là môi trường học đường, là vẫn có những cái môi trường học đường là thầy cô gọi là đì cho các em nó phải đi học thêm để mới gọi là có điểm cao, thì chỉ cần đì 3 lần thôi mà bị tới PTSD luôn, mà điều trị rất là khó khăn, gần như rất là khó mà có thể hồi phục. Thì để cho các bạn biết rằng á, đối với những cái ca mà vấn đề nào có tâm thần thì đều nào chúng ta cũng phải cân ra hết thành cái giống như một cái chiếc thuyền cân voi con chuột con này nọ, vân vân, chúng ta phải nhìn rõ. Và những cái con đó sẽ rất là khác nhau với con người, với mỗi người, và nó cũng sẽ thay đổi như thế nào, nó thay đổi theo cái giai đoạn luôn. Anh nói ví dụ lúc mà mình mới khám á, thì mình thấy ồ con voi của cái này chính là rất là nhân cách, rồi cái nền tảng tiếp theo là vấn đề này vấn đề kia. Nhưng mà có những cái lúc mà emergency nó hiện ra, ví dụ như là hôm nay em bạn trai em bỏ em cho em muốn tự sát, thì ngày hôm nay nó đã khác rồi. Ngày hôm nay chúng ta giải quyết được cái sự chấp nhận của em nó với lại cái chuyện đi chia tay thì là con voi, nghĩa là nó sẽ thay đổi cái vị trí, cái mức độ cân nặng khác nhau. Và ở mỗi vị trí đó, mỗi cái thời điểm chúng ta khám bệnh đó, chúng ta nhìn ra được cái vấn đề nào là ưu tiên lớn, vấn đề nào là ưu tiên nhỏ, vấn đề nào chúng ta xử trí được, vấn đề nào chúng ta không xử trí được, thì chiến lược điều trị nó mới ra. Và đó là cái cách mà làm tâm thần toàn diện. Cách này không thể làm trong bệnh viện luôn. Bệnh viện khám 5 phút thì không thể nào mà chúng ta có thể ngồi cân đo đong đếm để một cái điều trị như thế này. Và thông thường bản thân mà gọi là dù như anh đi, anh mà làm tới cái mức này á, thì là những ca nào những ca khó? Anh có nghe những ca thường thì anh nằm lướt, nhưng mà những cái ca mà xử trí đi xử trí lại mà bệnh đa phần đi 3-4 bác sĩ rồi mà không có đáp ứng thì buộc mình phải ngồi dò lại hết thì chúng ta mới có chiến lược. Còn không thôi chúng ta điều trị mù thì không cách nào mà chúng ta có thể đưa một cái ca tâm thần về lại ổn cả. Vừa điều trị vừa có tầm nhìn mà còn nhìn còn chữa không ra. Cho nên là nếu mà gọi là điều trị chơi chơi mà gọi là không có kỹ lưỡng trong các vực cái chuyện là chúng ta ngồi phân tích các yếu tố thì việc đáp ứng rất là khó. Không biết nãy giờ anh bấm slide này nó có chạy không các bạn ơi? Dạ có. Ok. Rồi. Bây giờ là 7:44 phút. Này bạn mệt chưa?
Hai anh chị nói tiếp rồi bác sĩ Tân vô dạy tiếp ha. Anh nói cái gì nữa đây? À, một lát chắc anh sẽ gửi cho các em cái classification, có nghĩa là các cái bệnh chính. Thì bữa nào đó chắc anh thu clip lại anh gửi các em YouTube, các em ngồi coi sơ thôi. Còn các bạn, các em sẽ học với lại các bác sĩ giảng viên trong bộ môn những cái bài khác. Cái này để bác sĩ Tân nhờ đi. Thế thì ngành tâm thần nó khoảng 20 mấy chương bệnh lớn. 20 mấy chương bệnh lớn này có khoảng độ 150 mấy bệnh. 150 mấy bệnh thì các bạn biết có hai cái bảng phân loại chính trên thế giới, một là ICD-10, hai là DSM-5 theo Mỹ. Thì ICD-10 thì nó là bảng tiêu chuẩn phân loại theo quốc tế, thì ở Việt Nam mình lại là phân loại theo ICD-10. Còn ngành tâm thần á thì mở miệng ra học hay là điều trị hay là vân vân thì mọi người đa phần bây giờ theo DSM-5 theo trường phái Mỹ. Và bộ môn mình thì gần như là các bác sĩ trong bộ môn là theo DSM-5 hết. Nên các bạn học theo DSM-5. Còn dĩ nhiên sau này các bạn ra trường, các bạn có về bệnh viện, các bạn có làm về ICD ấy, thì các bạn có thể học ở các bác sĩ bệnh viện. Mà tại vì cái gu, gọi là cái gu học, cái gu follow thì đại đa số các giảng viên trong bộ môn mình đi theo DSM-5. Đơn giản là tại vì nó gọn, nó có những cái nghiên cứu thử thuốc mà nó dính với DSM rồi. Cho nên chúng ta điều trị đã xài cái công trình thử thuốc của Mỹ thì gần như chúng ta phải theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Mỹ thì nó đáp ứng ok ha. Anh nói thêm một ý này nữa thôi, thì sau đó để cho bác sĩ Tân trong bộ môn, bộ môn có hai tân, tân lớn và tân nhỏ. Tân nhỏ thật ra là bác sĩ tân nhỏ, đàn em cũng là bác sĩ học trường mình như các em, đó là bác sĩ Huỳnh Thanh Tân. Cũng giống nhau, chữ Thanh Tân, cái là Thành Tân. Thì các bạn biết rằng á, bệnh tâm thần nó chia ra tới khoảng độ 150 bệnh. Và khi chúng ta học á, cái khổ nỗi của thằng tâm thần á, tại sao mọi người rất là khó khăn trong việc học nó, là tại vì thằng tâm thần nó học, chẩn đoán của tâm thần là chẩn đoán loại trừ. Hay nói cách khác, các bạn muốn chẩn đoán bệnh tâm thần thì các bạn phải học hết tất cả các bệnh tâm thần. Còn mình không học hết tất cả các bệnh tâm thần mà mình đi chẩn đoán một ca tâm thần thì cái chuyện đó là rất là buồn cười. Bởi vì cái tư duy chẩn đoán của ngành tâm thần là chẩn đoán loại trừ. Các bạn sẽ đọc các file DSM, tự nhiên nó ghi bệnh trầm cảm, A, tiêu chuẩn, một số tiêu chuẩn buồn, chán gì đó. Cái B, thời gian, cái C, bệnh này không do cái bệnh A gây ra. C, bệnh này không giống như cái bệnh B, C, D, X, Y, Z gây ra. E, hình như bệnh này không giống như cái bệnh kia, nên cái nghe đồng nó dùng 3-4 tiêu chuẩn sao chỉ để nói rằng để loại trừ. Thế thì học chẩn đoán thì rất là vui, học khúc đầu nó dài thằng lòn rồi, ở xuống dưới nó ghi cho mình một câu bệnh này không gây ra do bệnh A B C D, thì các bạn biết nó ghi câu đó là mình chết mình rồi. Tại vì mình sao mình phải học luôn cái bệnh A, bệnh B, bệnh C, bệnh D. Mở cái bệnh A B C D ra thì cái bệnh A mở ra nó viết cho mình thêm trang A4, bệnh B thêm trang A4, có nghĩa là gần như chúng ta phải học hết tất cả các chẩn đoán của ngành tâm thần thì mới chẩn đoán được. Thế có ai học nổi hết 150 mấy cái chẩn đoán hay không? Không. Thì chúng ta là một người mới bắt đầu học tâm thần thì chúng ta học cái gì? Học cái nhóm, trên đời này có bao nhiêu cái nhóm bệnh, rồi mỗi cái nhóm bệnh đó, đặc trưng của mỗi nhóm bệnh nó là cái gì. Chúng ta chẩn đoán theo nhóm, rồi trong cái nhóm đó nó sẽ giống giống nhau, những cái bệnh giống giống nhau thì chúng ta sẽ chẩn đoán cái bệnh nằm trong cái nhóm đó, thì đó là cái cách học. Còn nếu mà chúng ta ngồi xăm xăm vô, chúng ta học theo kiểu chúng ta đi vô một cái rừng, ví dụ rừng Nam Cát Tiên, anh sẽ dắt em đi tham quan cái rừng này bằng cách anh nói gọn thôi, trời ơi cái rừng này nó chỉ có 3 loại cây thôi, cây liêm, cây sao, cây ví dụ như là cây me, có 3 cây. Rồi mỗi cây này á, thì cái khu này là mới trồng, khu kia là nó cũng được, khu này mới 20 năm, khu kia 50 năm, khu kia là 100 năm. Đó. Thì trong cái khu 20 năm á, thì cũng có cái khu này là cái lá cây nó đang thay lá, cho nên chúng ta thấy cái lá nó nhỏ nhỏ.
còn cái chỗ kia là cái lá nó to to. Thì thật ra khi mà các em đi vô cái khu rừng, các em cần phải nắm cái kiểu như vậy đó. Khu rừng này có bao nhiêu cây, cây nào, cây lớn, cây già, cây trẻ. Còn nếu chúng ta đi vô rừng theo kiểu hái hoa bắt bướm, chúng ta đi vô rừng chúng ta coi, ô cái lá này nhỏ nhỏ, lá me nhỏ, xong hồi nhìn thấy sao cái lá me này nó giống giống cái lá me nhỏ mà nó bự hơn cái lá me nhỏ, xì ra cái lá me to. Rồi nhìn xuống cây thì mỗi cái cây nó có cái tên khác nhau, tiếng Latin này nọ. Chúng ta đi thêm 10 năm nữa thì chúng ta cũng không biết cái rừng Nam Cát Tiên nó sẽ có gì cả. Và cái chuyện đó y chang như học tâm thần. Nếu chúng ta mở một cuốn sách ra, chúng ta ngồi, chúng ta lật, chúng ta tập trung vô đọc một bệnh, một bệnh, một bệnh, thì chúng ta sẽ bị lạc lối trong cái đống tâm thần. Chúng ta phải đọc theo kiểu có một lục. Trên đời này có bao nhiêu cái bệnh trước đã, cái nhóm bệnh trước đã, mỗi nhóm bệnh nó có cái gì trước đã ha. Thông thường anh sẽ giảng luôn, nhưng mà hôm nay thì anh nghĩ là chắc không đủ thời gian. Mỗi nhóm bệnh nó có cái gì chính yếu cái đã. Rồi chúng ta hãy bắt tay vào học những cái tiểu tiết ha. Vẽ cái cây, vẽ cái gốc trước, rồi hãy chấm những cái lá lên. Còn không thôi các em sẽ bị lạc lối trong cái chẩn đoán của tâm thần. Là bởi vì chẩn đoán trầm cảm thì mở ra nó kêu mình loại hết tất cả những bệnh khác đi, thì lại đi học hết tất cả bệnh khác, thì nguyên cuốn DSM-5 rất mất thời gian. Và chính cái cách đi đó nó sẽ tốn thời gian của các bạn rất là nhiều ha. Thì các bạn có thể nghiên cứu cách học. Rồi, có một cái chuyện thế này anh phải nhắc, là tại sao chúng ta phải phân loại. Cái não của chúng ta không phân loại giữa những cái này với cái kia thì chúng ta sẽ không có nhớ nổi, không có nhớ được. Mà các cái dòng tu gì đấy vân vân, họ khuyên mình là phải nên không có, cái đầu mình phải yên luôn, không có ngồi phán xét, không có phân loại, không có chia ra người tốt, người xấu này nọ vân vân. Mà tại sao mình cứ gặp người này mình phải phân ra, này tốt, này xấu, này nên học, này không nên học. Ngày này chúng ta luôn luôn đi phân tích ngày này các cái đối tượng xung quanh ta, mục đích là gì? Để nhớ, để giữ được cái ký nhớ ha. Bây giờ anh cho các em coi cái hình, hình số 1, hình số 2, hình số 3, hình số 4. Các em thấy được chưa? Bây giờ nếu anh tắt đi, các em có thấy được cái hình, các em còn nhớ được 1, 2, 3, 4 là hình gì hay không? Nói chung là 1, 2, 3 thì dễ nhớ rồi, bởi vì nó có cái tên, tam giác, có hình tròn, hình vuông, nó có theo khuôn nữa rồi. Nhưng mà hình số 4 thì gần như ai cũng không có nói được, bởi vì nó là một cái hình mà ngoằn ngoèo, nó cũng chả phân loại theo cái gì cả. Và khi nó không phân loại theo cái gì cả thì không cách nào mà chúng ta ngồi truyền đạt với nhau những cái ý tưởng. Ê, cái hình số 4 là cái hình mà nó ngoằn vậy đó ha. Không ai nói được với nhau hết. Ông thầy nói với trò cũng không hiểu, bạn nói với nhau cũng được, bác sĩ nói với qua nó lại không được. Cho nên những cái gì mà nó phân loại được thì nó khiến cho chúng ta nói được với nhau, chia sẻ với nhau. Và hễ là cái gì phân loại thì nó có chính xác không? Không. Đặc biệt là trong tâm thần. Trong tâm thần cứ 5-10 năm cái nó đổi chuyện đó, lần 5-10 năm nó ra cái cuốn 3, cuốn 4, cuốn 5. Có nghĩa là nó update, nó thay đổi kha khá. Bởi vì nó thấy rằng là ô, cái sự sắp xếp này nó không ổn lắm. À, cái nó lại sửa. Và như vậy chúng ta phải hiểu rằng dù là cái khoảng cách, dù là cái thời gian chúng ta có thể nó lại sửa, chờ anh chút xíu. Anh bị điện thoại nó làm phiền. Nó lại sửa liên tục, hay nói cách khác rằng là ngay tại một thời điểm này, cái cuốn bây giờ là DSM-5, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau cái tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm gì nữa, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là nó sẽ sai trong năm sau năm kia, đúng không? Nhưng không có gì là chắc chắn hết á. Là lỡ năm sau nó ra DSM-6 ha, hoặc là nó ra một cái bản là DSM-5 cập nhật, nó sửa một phát một, thì những gì mình nói ngày hôm nay về tiêu chuẩn chẩn đoán có trầm cảm có thể sai vào ngày mai. Và cái chuyện sai này do đâu ha? Đó là khi chúng ta categorize nghĩa là phân loại, thì nó sẽ tạo ra hai cái hiện tượng: đánh giá thấp sự khác nhau trong cùng một nhóm và đánh giá quá sai lệch những vấn đề ở giữa đường biên. Nghe thì nó hơi lùm bùm, cái này đơn giản một cái ví dụ quá dễ hiểu, đó là các em thấy bây giờ giữa 5 điểm với 4 điểm rưỡi có khác nhau bao nhiêu không? Mà cái đợt vừa rồi Y5 các anh chị hôm nay lên Y6 mới thi xong,
bốn rưỡi rớt, cho thi lại bốn rưỡi tiếp, rớt tiếp. 4 điểm rưỡi là rớt, 5 điểm là đậu. Các em thấy giữa 4 điểm rưỡi và 5 điểm khác xa không? Khác không? Khác xa chứ, nhưng mà thật sự nó có khác xa không? Không phải 5 à. Nhưng mà chính vì mình đặt một cái dấu mốc 4 điểm rưỡi rớt, 5 điểm là đậu, có nghĩa là một cái border, một cái đường biên để phân tách giữa hai nhóm, nhóm đậu và nhóm rớt, thì vô tình nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác giữa 4 rưỡi và 5 rất là khác nhau. Đó là đánh giá quá sai lệch những vấn đề ở giữa đường biên. Và cái 5 điểm như là 9 điểm thì cùng một nhóm đậu, nhưng mà chúng ta thấy rồi thì cũng đậu, nó kể đó, ngày xưa anh đi học đó, anh nói thôi đậu là được, là 5 điểm qua được, là không quan tâm lắm. Thì cái nhóm đó là đánh giá thấp sự khác nhau trong cùng một nhóm. Thì cái não của mình khi các em bước vô thế giới tâm thần, chúng ta sẽ bị cứng nhắc trong những cái tiêu chuẩn chẩn đoán, thì lập tức phải nhớ lại, à tôi đang phân loại, tôi đang nằm trong cái trạng thái là phân cách, phân tách những cái đống này ra, những cái hoạt động tâm lý tâm thần của con người ra, để chúng ta có thể nhớ để nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, thực tế khách quan có nghĩa là bản chất của sự vật hiện tượng đó là nó một giải liên tục, nó chả có phân cách gì cả. Tại chúng ta cứ ngồi lấy lý thuyết này, lý thuyết kia, chúng ta chặn, chúng ta phân cách nó ra thành những cái lý, nghĩa là những cái bệnh khác nhau mà thôi. Thì phải để ý cái này dành cho những cái bạn mà làm sâu về tâm thần á, có lúc chúng ta chẩn đoán thấy ok, có lúc chúng ta thấy nó không giống lắm, có lúc chúng ta thấy sao nó kỳ kỳ quá, không đúng tiêu chuẩn anh, vân vân. Thì chúng ta phải nhìn rộng, nhìn sâu ra và để ý những cái lỗi automatic này, nghĩa là những cái lỗi mà do chúng ta bị cuốn quá, bị cuốn theo cái sự phân loại quá mức do cái DSM. Thì cái này bạn nào mà làm sâu, đam mê nghiên cứu hoặc sau này bắt tay điều trị sẽ thấy cái vấn đề này. Thôi thì anh sẽ kết thúc cái phần của anh ở lại hôm nay ở đây. Thứ nhất rằng là bộ môn thì năm nay anh dạy có đúng một bài này thôi. Sẽ có một số bài khác nhỏ khác, nhưng mà năm nay là cái năm đầu tiên sẽ có rất nhiều giảng viên trong bộ môn dạy. Và chiến lược của anh rằng là một bài phải nhiều giảng viên dạy chứ không phải là một giảng viên, có nghĩa là các em có quyền sự lựa chọn. Mặc dù cái tiết ở trên lớp thì đã có tên sẵn các giảng viên, nhưng mà thí dụ như anh sẽ quay những cái clip riêng, sẽ có một bác sĩ tân nhỏ giảng bài trầm cảm chẳng hạn, anh cũng sẽ giảng bài trầm cảm theo kiểu của anh, và bộ môn sẽ cập nhật các cái file đó vô một cái YouTube chẳng hạn, các bạn có thể lên coi, ôi tôi thích học ông Tân, học ông Tân nó dở quá, tôi thích học chị kia. Đó là sự lựa chọn, các bạn được tiếp cận bởi nhiều cái cách khác nhau. Bởi vì các bạn biết là ngành tâm thần nó rất là mông lung, và cái góc nhìn của mỗi người nó sẽ khác nhau. Dựa trên những cái nguyên lý, dựa trên những cái lý thuyết lớn thì là thống nhất rồi, nhưng mà góc nhìn của mọi người là những cái kinh nghiệm rất khác nhau của mỗi người. Và các bạn sẽ thấy thuận tiện với ai, hoặc là cái não của mình, kiểu học của mình nó cũng sẽ khác nhau nữa. Có bạn ở đây là thích học hình ảnh, có bạn ở đây thích học về mặt hoạt động, có bạn thích nghe. Thì mỗi cách học của mỗi bạn sẽ phù hợp khác nhau với mỗi giảng viên. Cho nên không biết hôm nay là năm nay có thể được chọn bạn hay không. Tại vì năm nay cũng là mới là cái năm bắt đầu. Anh triển khai cái chuyện là mỗi giảng viên sẽ giảng nhiều bài, và một bài là nhiều giảng viên dạy, và không phải là ở trên lớp này, thì nó sẽ nằm ở trên YouTube của bộ môn chẳng hạn. Thì hy vọng rằng là sẽ có một cái gì đó nó mới hơn, các bạn được tiếp cận nhiều hơn. Tuy nhiên, ngành tâm thần mà các bạn học, các bạn có hiểu được về nó nhiều hay không, nó phụ thuộc rất lớn vào sự nghiên cứu tài liệu của các bạn. Và tài liệu thì anh đã đưa rồi, các bạn ráng chịu khó ngồi nghiên cứu. Có gì thắc mắc thì có thể liên hệ bộ môn để hỏi, hoặc còn là tổng hợp. Anh sẽ dành ra những cái buổi rồi là mới thật ra 20 tiết này, mà ngoài 20 tiết này ra, các bạn trong lớp có nhu cầu cứ đặt hàng với bộ môn ha. Ví dụ như có thêm một tiết, hai tiết để gọi là giải đáp thắc mắc, thì ở bộ môn rất là sẵn sàng sắp xếp cho các bạn. Ba cái tiết lý thuyết ở trên trường mà nó cố định như vậy chỉ là những cái tiết gọi là về mặt hành chánh thôi. Đó là, và đi lâm sàng thì các bạn sẽ được học lại tiếp nếu các bạn có nhu cầu đặt câu hỏi. Thì anh sẽ xin dừng cái phần trình bày của anh ở đây. Tiếp theo cho anh mời bác sĩ Ngô Huỳnh Thanh Tân sẽ tiếp tục cái phần giảng cho các bạn. Tân ơi, không biết Tân có trên này không Tân? Em đây. Rồi, chắc